Xin chào tất cả các bạn, đây là chiếc Pedro. Xe này nguyên zin 100% nha các bạn. Xe này để dành cho buổi sáng chạy tập thể dục. Hết sảy, siêu tập cũng ok nha. Bây giờ giá thanh lý gần Tết rồi, chỉ còn một tuần nữa tới Tết nên giá thanh lý giá gốc 9,5 triệu nha. Chúng ta coi bộ tay cầm. Đây này có chua. Rồi đây cái ghi đông nhôm các bạn, cái này cũng bằng nhôm luôn. Ở đây có cái miếng, nó không phải cái đèn mà để chạy, người ta chạy ngược chiều xoa vô nó để cho người ta phát hiện xe mình thôi. Đây là số 1 tới số 7 thẳng. Xe này hai cái dè trước sau của nó rất là đặc biệt. Đây, nó có hai cái dàn trước sau của nó, là nó không có dàn ốc các bạn, mà nó di chuyển được, nó rời nha, nó hít, nó chỉ là gắm vô thôi. Đây phiên bản đặc biệt, rất là khó kiếm phiên bản này nha. Đấy. Cái đầm của nó thì cái cây dàn, nó không có dàn ốc. Hôm nay nghỉ, ngày mai chơi. May quá nghỉ nha. Đấy. Niền nhôm, cầm nhôm. Có ba ga trước đó lạ nha. Đấy. Trước có cái tem nè. Pedro này. Đấy, xe nguyên zin nha. Đây, cái yên. Cái yên cũng zin luôn nè. Đấy, thấy lạ chưa? Còn là sọt. Yên. Đấy, sao? Cái cọng mã dây thắng của nó vì sao? Đấy. Thắng của nó là giờ thắng của nó chuyển xuống đây. Đây, có một cọng nó chuyển xuống đây. Dây nó lòi ngoài này các bạn. Đó, lòi ngoài. Xuống đầm số, cậu đang cầm giờ thắng ở trên nè. Mình Việt Nam chiến thắng, mình la bể tiếng luôn các bạn. Nên nói giống Việt Đực các bạn thông cảm nha. Cái chân trong nghiêng này, ring nha. Đấy, cặp xe. Bên mình chỉ chơi những cái xe gọi là ring thôi. Đồ lô dục bụi đường, đồ ru mà lại. Cái này bằng nhôm các bạn, mình thấy nó bằng nhôm á. Cái gì nó cũng bằng nhôm luôn. Đây, nó có đoạn gấp di chuyển được nha. Hai chút xíu chỗ tiền này nha ngàn. Đây. Bộ hộp số 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kêu Tina đi học ơi. Dưa hấu nữa. Cho đi học luôn. À ra đây nhầm. Đây, có cái vỏ đạp. Rồi, tất cả đều zin hết, nước sơn zin luôn nha các bạn, tem còn zin luôn nha, đèn ru màu vàng rất là đẹp. Rồi giá thanh lý Tết 9,5 triệu nha các bạn, sắp Tết rồi, một tuần nữa thôi. Nói chung là bây giờ còn cái gì là thanh lý cái đó. Đây bên đây có hai em nữa nè, có ai mua em này thì thanh lý luôn nha. Một em Minh Kỳ. Đấy, Minh Kỳ 50 nguyên zin. Ô đồ chỉ mới có 32 km thôi. Trên xe là nguyên zin hết. Nguyên zin hết. Cái thứ hai là em Charlie đá chống tắt máy nha. Nguyên zin hết luôn. Nguyên zin hết. Máy cực em luôn. Xin chú Sài Gòn. Rồi em thì bèo 300. Em đây của mình. Anh này mua trong hàng, thanh lý luôn. Đổi xe thanh lý luôn. Ai có nhu cầu qua nhà thanh lý hết nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn.